con. Dạ. Về ở nhà ngoan ba Năm. Ngoan. Nó chơi rồi nó ngủ, ngủ rồi nó chơi từ sớm giờ đó. Dạ. Con đi là con chạy ù về liền á. Ừ. Đâu có dám đi đâu. Với lại dì Tấm Thiện có gửi bà Năm 100 lá tre nha. À, mà trừ vô cái đợt giỏ chứng giao nè. À, đây nè bà Năm. Hả? À, rồi rồi, à. Được rồi, để đây cho Năm. Dễ nhà ngoan không? Không có quấy bà Năm đúng không? Không có tè dâm đúng không? Ê nè, quạt ở mặt phan đã. Dạ, dễ. Nhắm mắt lại quay bên kia đi rồi cho mau rút ra cho nó bất ngờ. Không khóc. À, cái thằng còn có mấy tháng à mà nó nói chuyện làm tôi tưởng đâu con nó mấy tuổi lận chứ. Nó biết nghe bà Năm. Nè, hay dễ như nè. Tôi biết biết heo nữa nè bà Năm ơi. Bà Năm. Ủa nó liếc heo bà Năm. Lạnh quá bà Năm. À, không chậm chậm mới liếc được. Đó. À, bà Năm đâu có thấy đường đâu. Thấy mẹ vui, tao cũng mừng heo vậy chứ có thấy cái gì đâu. Bà Năm không có thấy đường. À, nhưng mà để cha mô tả cho bà Năm nghe ha. Nó cười nhìn. Nó nhìn nó cười y như quả hồng á bà Năm. Thiệt hả? Giống thiệt không? Ừ, nó cười là tít mắt lại à bà Năm ơi. Ủa có không? Có không về? Tôi về nãy giờ rồi. Dạ. Mà tại thấy anh vui quá nên tôi không có kêu. Không về rồi đó hả con? Dạ. Con coi coi. Mồ nó nói là hạt dẻ cười có duyên giống con lắm đó. Vậy hả? Cười có duyên giống cô Hồng hả? Con cười cho cô Hồng coi coi. Dễ cười nha, hạt dẻ ngoan nha. Cô Hồng có mua đồ cho con nè. Đợi cô Hồng một chút nha. Thôi bà Năm ơi. Chắc cũng về bà Năm ơi. Nó ngủ rồi, để bồng về bển rồi cho nó ngủ tiếp. Nè, cái thằng có hạt dẻ rồi là chỉ biết của mình hạt dẻ à. Con cứ để nó đây đi. Vì Năm cho bú cũng được mà. Dạ, thôi phiền bà Năm như đó đủ rồi bà Năm ơi. Thôi vậy cũng được. Dạ. Mà rồi khi nào bận gì rồi con cứ đem qua đây không có ngại nghe không? Dạ. Con nhỏ sướng quá à. Tự nhiên cái có bà mẹ ngăn không à. Dạ mẹ đâu mẹ bà Năm. Con cha, con đàn ông mà. Thì con rơm con rạ mà. Mở mắt ra hễ thấy ai á là nhận là mẹ liền. Sau này hạt dẻ nó cũng thương con như là mẹ của nó vậy đó. Mẹ bà Năm. Ừ. Nghe nó tiếu tiếu. Tôi có mua cho hạt dẻ tả với sữa nè. Tối em bé ngủ anh cho nó mặc tả là nó ngủ ngon lắm. Tôi để đây nghe. Cô Hồng tốt với hạt dẻ quá. Thôi tôi về cô Hồng. Con về bà Năm ơi. Cho em về đi con. Dạ. Yeah.